Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh một cô gái với gương mặt rất là xinh đẹp này. Hãy cùng tô với mình nhé. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé.
ơi, vậy là chỉ vừa ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh một cô gái rất là cá tính này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo.